Rồi gia đình mình xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chiều hôm nay trời mưa lắc rắc lạnh lạnh nè. Băng có chuẩn bị một số nguyên liệu để nấu bún cho cả nhà mình thưởng thức, mỗi người một tô ha. Ấm ấm ha. Ấm ấm bụng đi, ấm lòng chút xíu đi. Trời mưa lạnh lạnh nè. Rồi để chiều nay nấu món bún thì Băng có mua một ít nguyên liệu nè cả nhà. Băng mua được mấy con thẻ nè, cũng nhỏ nhỏ thôi. Tại vì con thẻ này chút nữa mình lột ra mình xay đó, Băng mua nhỏ nhỏ thôi à. Rồi mua được mấy con mực nè. Với một ít chả cá để làm món bún ha. Đây là bún nè, với một ít rau củ để mình nấu cho nó ngọt nước, có củ chè cải trắng nè, củ sắn nè, với lại củ hành. Rồi cái rau nêm thì mình cũng sử dụng thiệt là nhiều hành luôn ha, cho món bún này nè. Còn cái nước chấm thì Băng có chuẩn bị thêm một ít ớt sừng Thái nè, cay dữ lắm, cay luôn á. Xe gió đó. Xe gió đó. Bữa nay cho mẹ hai cô Tin đi dạy về có tô bún nó húp là ấm lòng liền á cô Tin. Rồi giờ gia đình mình chuẩn bị làm món bún để chiều nay mình thưởng thức ha. Rồi con Vút là phụ trách cái chỗ này ha. Đây là mấy con tép với mấy con mực. Mình có ngâm một ít nước đá nè cho nó lạnh lạnh để mình dễ lột. Mấy con tép này nó còn tươi nè cả nhà, không ngâm đá là khó lột dữ dằn lắm. Hôm nào đó Út nhớ mấy chú cháu mình mà không ngâm, lúc đầu không ngâm đá, trời ơi lột trần ngay luôn. Vô cái này dễ liền. Lột bỏ cái đuôi luôn Út. Bỏ đuôi luôn đi. Dạ. Hôm nay con thấy là cái món này thì nó hào hào như cái món mà đặc sản ở Kiên Giang mình, ở bên Phú Quốc á. Dạ, là dạng như bún quậy, nhưng mà bún quậy ở Phú Quốc thì người ta bún người ta ép tới đâu người ta sẽ nấu làm tới đó. Cái món bún quậy ở Phú Quốc đó cả nhà, thì Băng cũng nhái theo Băng làm giống vậy đó, nhưng mà mình làm không giống đâu, tại lý do là cái bún gạo là người ta là sản xuất trực tiếp tại chỗ đó luôn, người ta ép ra tại chỗ đốt, người ta nấu lên ngay lúc đó luôn rồi cho vô tô bún luôn à. Chiều hôm nay mình nấu món bún này là không có giá hẹ gì hết đó cả nhà. Mình chỉ sử dụng rau củ cho ngọt nước. Chủ yếu là được mình cho hành nhiều quá thì nó sẽ giống bún quậy tí xíu. Thường ăn bún quậy ở Phú Quốc là người ta sẽ ăn cho rất là nhiều hành luôn. Và đặc biệt cái nước chấm. Nước chấm thì nó sền sệt, nó có độ xanh xanh sền sệt, nó ngọt ngọt chua chua. Hôm nay đâu biết cho mình ăn sao thì mình ăn vậy. Lần đầu tiên nghe nói luôn đó. Dạ. Chứ em ăn rồi. Giá mình có hả? Dạ có bé. Tại sáng đi chợ không có dự định mua mấy con tép này nhiều dữ gì đâu, tính mua cái chừng nửa ký à. Cái chị nói sáng giờ mưa quá cưng ơi, bán ế quá, thôi giờ bán vốn cho cưng 90 luôn nè, thôi mua tiếp chị đi, thôi mua 1 ký luôn. Bạn nói thôi lỡ mà có nhiều quá cái mình để bữa sau mình găm. Dạ 90 thôi. Dễ ăn không? Dễ ăn quá trời luôn. Dạ. Này găm mặn rồi ăn cũng ngon. Mưa sáng rồi mở mắt ra mưa tới giờ luôn. Hai đứa con đi gạch giá về chắc mắc mưa người... Với lại cảm nó băng cảm không nay. Chiều nay hai em chế cái tô bún thiệt là nóng nha, anh bỏ thiệt là nhiều hành với tiêu vô là ăn là sức hồi hộp đó. Rồi cái phần tôm này nãy giờ Băng xay ra cả nhà. Xay nó như nhuyễn rồi đó, giờ Băng sẽ nêm vô ha. Trong đây Băng nêm một ít đường. Rồi mình nêm chả cũng giống vậy luôn ha. Rồi một ít hạt nêm. Rồi bột ngọt. Rồi mình cho tiêu. Tiêu này là tiêu cái sọ không nè, thơm rất là thơm luôn. Tiêu nhiều nhiều đi nha. Đó. Rồi bên đây mình cũng cho tiêu vô luôn. Rồi hành. Rồi mình cho một ít muối nha. Rồi giờ em nhờ anh với chú đánh lên cho em ha. Khỏe. Hai chú cháu mình là chỉ được trộn thôi, không có được niêm. Dạ. Người ta niêm rồi mình trộn thôi à. Với lại mình làm cho nó dai thôi. Út. Dạ. Sử dụng cơ bắp thôi ha. Sử dụng cơ bắp. Mình không có kỹ thuật. Cái chả này là mình sử dụng chả cá ảo đúng không ạ? Đúng ảo. Cá ảo hả? Dạ. Cá ảo là dưới quê mình bán nhiều lắm, là đội nói về chả là chả cá ảo là thông dụng nhất á. Đúng rồi. Cá ảo là cá này cá kia đó hả? Con dạ. Cá ảo mình đó. Con cá ảo luôn hả? Dạ. Trời. Giờ mình tay mới nghe trời. Con cá nó không có thật đâu, nó ảo ảo. Út không biết hả Út? Con nói gì con nói con cười Út chơi chứ con không biết con cá ảo. Út nghĩ
nghĩ là cá ảo là nhiều loại cá. Yeah. Em thấy người ta lúc mà người ta nạo cá đó là thì em đã coi là tới nữa em biết gì. Mình đó giờ mình ăn con chả cá ảo chứ có biết con cá ảo nó ra làm sao đâu. Rồi em cũng xắt cái củ cải này ra luôn để nấu vô cái nồi nước súp nè. Cắt mỏng mỏng vậy nấu cho nó ra nó mau ra nước. Thường đánh cỡ nào đó chắc chả tôm nó không dai bằng chả cá hả ta? Không dai bằng đâu. Chắc ăn ốc xu anh nó hơi mà không dai bằng coi chừng ấy. Chả tôm thường thường người ta cho thêm bột á, rồi người ta cho vô tủ lạnh 2-3 tiếng gì đó cho nó hơi dẻo lại, xong cái người ta đem ra người ta xay nữa, xay bằng máy xay á, rồi bắt đầu xay xong phải không? À, cái bắt đầu người ta cho vô tủ lạnh nữa, cho lạnh lên rồi đem ra xay nữa mà mấy quận vậy đó. Cái đó đói bụng mà đợi chết luôn á, biết nào được ăn lúc. Chả tôm mà làm vậy đó nó mới có cái độ dai. Cái đó gọi là chả tôm Trần Quỳnh á. Dạ. Hoặc là người ta cho cái bột gì cho nó dai đó, người ta làm vậy thôi chứ tôm mà đánh liền gì ít có khi nào dai lắm. Nhưng mà được một cái là nó ngọt tự nhiên đó. Bây giờ mình sẽ bắt nồi nước lên để cho băng cho rau củ vô. Út tranh thủ thì nhồi cho chả nó dai đó cả nhà, ăn cho nó ngon. Càng lâu càng ra. Dạ. Rồi. Mình cho một ít muối và một ít đường phèn vô trong cái nồi nước súp nè. Rồi, mình sẽ cho mấy cái rau mực vô ha. Rồi. Cho phần củ sắn, củ cải với lại hành tây vô. Nồi này nấu đơn giản quá, không có xương heo gì hết trơn. Có được ít rau mực là đủ ngọt nước rồi, với rau củ. Rau củ nè. Giờ nung lửa đi cho nó sôi lên. Chừng nào mỗi tay nghỉ nha Út. Chứ con với Băng không nói cái Út ngồi Út nhồi hoài hơi ra cái tay mà gấp bún hết dính. Gấp bún luôn hả? Mỗi tay có. Theo Mỹ mình làm càng lâu nó càng dẻo. Dạ. Rồi em làm nước chấm ha. Đây là một muỗng rưỡi muối, khoảng ba muỗng đường. Anh thì thấy cái nước chấm ở quán người ta làm có cái độ kẹo kẹo mà màu nó xanh xanh. Thì em sử dụng ớt đây nè, không biết đúng ớt không nữa, tại vì mình ở dưới quê mình có ớt nào thì mình sử dụng ớt đó đi. Mình cho ít bột ngọt vô. Với lại hình như anh nhớ là ăn hạnh là đúng nè. Trái tắc nó mới đúng đó. Trái tắc đó. Bình thường cả nhà thấy là Băng hay sử dụng chanh để làm nước mắm chua ngọt. Nhưng mà Băng sực nhớ là cái món này là phải sử dụng tắc đó, mới sinh nhà Cuba nè. Nhỏ chứ nó có vỏ, nước dữ lắm. Ở trong nhà, trong Úc là thấy bà cô là xài tắc này không Úc? Lúc nào cũng lấy tắc nhà mua nhà. Dạ. Cuba là không có xài chanh, Cuba xài tắc không à. Gặt ghi luôn á. Cái ớt này đâm không nát nổi cả nhà, mình xay luôn. Nãy giờ băng đánh nó lên nè, nó kẹo kẹo rồi nè, nó đục rồi nè, thấy là giống rồi đó mà không biết sao đây nha. Ồ, cái mùi ớt nó nồng ghê luôn á. Ớt sừng mà. Bây giờ trong thời gian này thì siêu phụ bếp sẽ cùng với siêu đầu bếp chán cái phần chả tôm với lại chả cá ảo nè cả nhà. Băng đã giúp làm xong một tô rồi nè. Út có dính quá thì Út nhúng cái vô nước gì nữa. Dạ. Mình chán mỏng ra trên cái dầm tô thì đằng hơi mình chế cái nước súp vô. Cứ hồi nào ít là chịu nha. Dạ. Mỏng thì nó dễ chín ha. Người ta bán ta làm nhanh lắm cả nhà chứ không phải làm gà mờ như mình vậy đâu. Dạ, người ta quen. Mỏng mỏng cho nó dễ chín. Chứ nó có cái độ dai nữa. Rồi con thấy cái tô có con cục này quá bự rồi, chán hết ra nổi. Múc ra bớt. Cho vô nhiều quá phải múc ra bớt cả nhà ơi. Thông cảm. Không thà nó nhiều mà chán quá vậy. Đa mới tập tành mà anh chọc quê với chết luôn rồi, Út bỏ luôn á. Chín lắm, em nhúng cỡ 3 cái nữa là được. Xíu à. Xăng là hết trơn rồi nè.
cũng 5 giờ đó, vừa ăn luôn. Nước thì băng nêm vừa ăn rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ chuẩn cái phần chả. Chị Ly thì mới đi dạy về, giờ sẽ hỗ trợ đầu bếp Khánh Văn. Bây giờ mình mở ra. Quậy lên. Quá ha. Phải quậy nha. Phải quậy mới được ạ. À. Chốc lóc rồi đó. Vậy nè, ăn nó mới dai nè. Dai lắm luôn á. Mỏng mỏng á. Cái màu chả tôm nó đẹp hơn màu chả cá. Nhiều hành vậy đó. Vậy đó, củ cụ tin là không hành thôi. Vài cọng hành mẹ. Hành cho con hả? Rồi chút xíu mẹ cho con vài cọng hành. Rồi mình cho tiêu, nhà mình ai ăn trứng cây cũng được hết trơn, mình cho kha khá một chút ha. Mày giải cảm dữ dằn luôn nè. Sức mồ hôi hộp á. Tiêu mình là toàn cái sọ không à. Nó thơm mà nó cay lắm. Thấy cay á. Mình chế nước vô nữa là xong. Rồi ra lò một tô bún quậy nha cả nhà. Trời ơi. Đợi tới giờ này mà không cho ăn là quậy luôn á chứ bún quậy gì nữa anh không? Quá trời. Rồi gia đình mình xin mời cả nhà ăn bún nha. Rồi xin mời cả nhà ăn bún. Cả nhà. Xin mời cả nhà. Mời cả nhà. Xin mời cả nhà nha. Bữa nay đủ nè. Bữa nay trời mưa mà làm món bún này thì có lý dữ lắm luôn nè. Nhưng mà từ xưa giờ chưa ăn nước chấm này, ăn thử coi như thế nào. Ngon. Mình thì cũng không sành ăn. Nhưng mà nghe bà con nói ăn là phải chan vô miếng vậy nè. Bắt trước. Như cái này mình chan vô thì nó có vị chua chua ngọt ngọt còn ăn luôn. Khỏi nặng chanh. Dạ. Rồi người ta ăn nha, rồi người ta đậu khẩu vị chấm đậm vô, á. Chấm vô nước gì nè, ngứa miếng lên gì nữa nè. Vậy đó. Có cái vô có vị chua 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 chua. Con thấy người ta cũng ăn ngoài cái phần chả tôm với lại chả cá đó, người ta chấm vô nước chấm rồi người ta lấy, người ta gửi lên cái cọng bún cho nó mặn ngồi, người ta ăn luôn. Như Văn nói nãy vậy. Chả tôm màu đẹp quá, này cảm là ăn hết bệnh thiệt thì cũng nó không có dễ cảm, nhiều hành nhiều tiêu nè, mà nóng nè. Cái chả tôm thì mình làm không có bỏ bột với lại không có làm bỏ cái gì cho dai á, với lại mình không có làm trước một ngày bởi vì nó cũng không dai lắm đâu. Nhưng mà hoài đâu đủ dai đâu. Dạ, nhưng mà nghĩ là cái độ có độ ngọt đó, ngọt thôi. Nhưng mà công nhận là phải nói là cái màu lên đẹp ha, lên tự nhiên luôn. Không biết nãy Út có bỏ màu vô không? Chả tôm này Út làm hả? Nhà Út làm á. Lạng rồi trời. Lạng luôn á. Bao lâu nó lên đầu bếp rồi? Béo béo. Cá là hai người, béo. Hai người. Dạ, cái cá thử rồi nó. Tin ơi con hấp súp được không con? Được. Con ăn mực đó, nãy mực nó hơi bự đó. Chả tôm ngon quá nè. Muốn xé giá hả? Đây mẹ làm cho. Dạ. Tiêu nhiều ngon. Chả tôm. Chả tôm ngon nè. Cái chả cá mình dễ rồi. Ủa, chả cơm chả cá nữa hả? Chả cá màu trắng. Chả tôm màu hồng.
quá yêu. Ăn bún này là phải quậy nó nghe Út, quậy quậy trong cái tô nghe chứ phải quậy cái kia nghe. Dạ, em cũng chưa thử. Ăn đúng cá. Hành thêm nữa ăn mới đã. Dạ. Biết chị mua nhiều nhiều hành này, nãy mua thì đâu có biết đường nhắm chừng đâu. Trong tô chỗ bán người ta cho hành nhiều hơn mình cho nãy nữa đó. Tới giờ đó giờ anh đâu được ăn bún quậy đâu. Đi mua như đi chợ thì mình có được được ăn đâu. Không có thời gian chứ, không có biết địa điểm nó nào mà nó tức là nó nhiều điểm bán mà phải mình phải biết cái người địa phương ở đó người ta sẽ biết cái chỗ nào ví dụ bán có kinh nghiệm lâu năm hay được lượng khách đông á, ăn nó mới đúng. Cho nên không biết review sao. Đó giờ chưa ăn hợp. Thiệt luôn á, thiệt muốn quậy ha. Video này thì có sẽ có một số bà con nếu mà ai có biết á thì để lại comment ví dụ mình thiếu sót gì đó sau này gia đình mình bổ sung thêm để làm cho cả nhà ăn nó được ngon hơn. Anh cho biết bún quậy á là bún làm tại chỗ. Nước chấm thì mình tự pha. Nước này hình như nước lèo thì mình cũng tự pha nó, mình tự chế gì nè. Không, anh Khải người ta chế luôn, mình chỉ lấy pha nước chấm thôi. Rồi chả thì ta quét trong cái tô, biết vậy hồi nãy quét nè. Dạ. Vừa ăn không mẹ? Vâng, vậy là bữa không cần đi Phú Quốc đâu. Muối rồi, muối rồi. Muối không cay đâu, mỡ luôn con đó. Nhà mình khoai muốn đi Châu Đốc hay là gì nữa không? Hà Tiên bún nhâm vô. Đợt đó Út Kiến rủ mình làm món gì ta? Quên nè. Cũng một món đặc sản của một vùng quê nào đó. Bún càng. Nghe Út Kiến nói mà vừa tự nhiên quên tên, thấy nó cũng lạ lạ. Út Kiến ăn vớt bún khó quá con. Ừ. Mà con thấy nước súp được không? Được. Con đũa hay mẹ lấy cho? Dạ. Con lấy cái kéo con nhấp cái chả cá ra cho nó. Đường nhiều lắm nè, này đưa chắc đường nhiều lắm nè. Dạ đúng rồi cha, muối ớt là đường chả nhiều. Chả cá ngon bằng cái chả tôm. À. Ừ, vậy là cô Tiên thích chả tôm hơn. Bình thường em bé thì thích tôm. Ừ. Thế chả tôm nó mềm hơn. Mềm hơn. Chả cá thì nó dai. Review chân thật hả cô Tiên? Hồi nãy có chén tôm kia nó đâu đưa cho nó luôn. Dạ. Con bỏ xuống rồi. Cho nên là Út nhồi là muốn bỏ cái tay ngoài ở trong cái thau luôn á. Lâu lắm luôn. Này là dây cám luôn các bạn ơi. Dạ. Đưa cái nước chấm lên cái cọng bún hoặc là cái phần chả đó. Ăn thấy nó đậm đà hơn. Đậm hơn. Đậm hơn chấm. Chấm nó làm ra nước này nè. Không mà chế vô một miếng nước chấm á, vô tô này ăn nó ngon lắm. Nó ngọt ngọt mà thêm có chua chanh chanh á, cái gì chanh á, chua chua ngon. Chả cá dài hết cha. Dài nữa. Yeah. 2018. Út phải nói là sức trẻ cộng với kinh nghiệm của tuổi già nữa, hai người làm mới ra được cái loại chả nó dai ngon vậy. Chả chứ danh không? Chứ danh. Sức trẻ của Caramel cộng với kinh nghiệm của chú Út quê hương nữa ra cái. Cha nghĩ cái nước chấm này con làm chấm đồ nước cũng ngon lắm nè. Yeah. Dạ. Chấm hải sản nướng á. Súp của hồi hộp hả anh Khải? Cài cảm rồi, cài cà tiêu á, mà thơm á. À. Cài đã. À, ai cảm hết thiệt hết chứ. Con rồi thấy vậy hết bệnh luôn. Dạ. Vừa hết bệnh luôn á. Nó ly cay không? Cà tiêu hả mẹ? Ừ, cà tiêu. Chứ hồi nãy múc miếng này vô thử. Ủa như nãy cho làm hết khúc ớt nè. Nó giờ nó hút rồi. Hút cay hả cha? Hút cay hết. Với lại cái loại ớt này nó cay nè. Ớt cay. Dạ. Ớt sừng mình nó cay nha, ớt sừng Thái á, cay á. Tê chả tôm nó mềm hơn. Ừ. Ăn mà biết thưởng thức quá trời nè. Có ăn chả đâu cay. Thì cắn cay dưới đây. Mình lấy chả tôm cho con. Ly ăn đi, chả tôm còn trong nồi cái gì đó. Mẹ đang nấu cái miếng chả tôm còn lại kìa, trên nồi kìa. Con hết thì mẹ múc cho nghe. Mình
Ngày bữa nay ăn tới hầm luôn. Bún này thì hành vậy đó. Dạ. Nè em tính anh Khải đi làm gì không kịp. Gắn tranh thủ vậy. Dạ. Tại thấy trời mưa quá. Dạ. Tin nó ăn cái chả cá cảm giác nó dai dai, nó không thích bằng cái chả tôm. Chả cá bữa nay thì dai xuất sắc rồi. Chả cá bữa nay dai. Chả cá bí chuyện ở chứ danh mà. Chứ danh rồi. Mẹ cho em đem miếng bún. À cho thêm bún. Đây mẹ làm cho. Nó còn mà. Còn. Phải ít bún quá. Lẫn lộn chung với cơm. Mực này có trứng hay gì ta? Dạ có trứng. Không? Mực trứng. Trứng ở trong trong. Mực chấm, nước chấm ăn như đạn luôn vậy. Dạ. Thì hải sản nếu mình làm nước chấm gì như cha nói đó. Hồi nãy cái phần mực của con là cái chấp đuôi ốc. Con múc, múc luôn, múc nước chấm vô đó luôn. Ăn cái nó đã gì đâu. Nè, mực cô Tiên, con đó. Uống nhiều uống nhiều gì mới ngon chứ. Ăn dữ ta. Công nhận trên thời gian này biết ăn hết trơn. Buổi cơm nào với lại ăn với gia đình là ăn được hết. Bữa hổm mình ăn mắm chưng đó, chị không ngờ là nó ăn được. Người ta ăn 3 chén cơm chén mắm chưng, tiền ăn chén cơm chén rưỡi mắm chưng. Mặn mồi ăn mới được. Ăn bù 2 năm trước mà. Chị học mới biết ăn đó hả? Ngon quá. Ngon con. Cái cuối tiêu hột hột trời húp cái nó thơm mà nó cay tịt luôn á. Mất luôn. Nhức nách luôn. Nè. Nhức nách luôn nè trời. Ừ. Nhức nách hết trơn. Dạ. Bữa giờ thì này thêm khoảng 5 6 tuổi là anh trai bình thường luôn. Dạ. Đó, bỏ tiêu trong cả nó bình thường. Không mà phải. Tiếng cả gì tiếng đây nè, tiếng cô nãy mất bỏ nhiều lắm. Đúng rồi. Thôi bởi nó thơm như thế nè. Nước bắt nước cũng thơm tiêu nè. Với cái tiêu chị Ly mua chất lượng thiệt. Cái sọ ở trong sọ đỏ đó. Tiêu sọ đỏ. Sọ đỏ. Tiêu sọ đỏ. Ngon thiệt. Cái đó người ta kêu tiêu chín đó không? Dạ. Cũng như để qua mà chín cây luôn rồi người ta mới bẻ. Mình thường thường mới già cha. Tiêu bình thường mình mua là tiêu già thôi. Còn này là chín cây luôn. Chín cây rụng xuống luôn á. Dạ. Đỏ luôn, đỏ, đỏ ngoài ngoài đỏ, dạ. Chắc cà phê đỏ ấy đó. Mình đâm hoặc mình xay rất là lâu. Xay chợ nó kêu chát 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 là lớn tiếng. Hủ tiêu kia đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà đại khái cái hủ tiêu để tính ráng ra so sánh nhưng mà nó màu đỏ luôn á thấy không? Nó màu đỏ luôn nè con. Nhìn vô bữa hổm mẹ đem ra em tính đâu cái hủ muối Tây Ninh không á. Đỏ đỏ tươi à. Cái tiêu bình thường mình đen đen tỉnh nè. Thì cái này tức là nó chín nó già nó chín đúng không? Cũng như gừng vậy đó. Càng già càng cay mà. Không, ví dụ trái tiêu nó chưa chín thì cái vỏ nó màu xanh. Dạ. Mà nó già rồi mà vỏ xanh nó chưa tới chín. Cái người ta phơi lên nó khô lại màu đen. Mình thấy màu đen. Dạ. Còn tiêu sọ là cái hộp phía trong á, lúc mà tiêu chưa chín là cái vỏ ngoài màu đen. Yeah. Rồi nếu rồi cái này nó chín rồi là cái vỏ ngoài màu đỏ. Yeah. Rồi nó ôm luôn cái hộp tiêu mình xay nó ra gì nè, ra màu đỏ nè. Yeah. Rồi, cái loại nó rồi tiêu sọ là cũng tiêu chín. Mà nó sạc vỏ vỏ. Dạ. Lấy vỏ lấy hột trong không hột trắng không cũng như trắng, cà phê trắng nhân tươi rồi, dạ, rồi cũng như cà phê nhân vậy nấu đám nữa tiêu sọ dạ. Dạ. Cụ lao nữa nhưng là nấu mấy món nấu tiêu rồi đó thì con cứ tưởng tượng như nè cũng như là cái vỏ tiêu mà nó chín nó màu đỏ thì cái vỏ chấu á họ tiêu sọ là cái là hột gạo mình như cứ tưởng tượng nó vậy dạ. Còn tiêu già mà chưa chín thì nó màu xanh phơi khô lại màu đen.